17, 18. Mục tiêu hoàn toàn có thể truyền được động lực cho chúng ta. Vượt qua sông bằng hai tấm ván này trong vòng 20 phút. Đi 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 đi. Trèo đi. Sông để chỉ đạo tất cả mọi điều ổn định. Đúng rồi ạ. Đó là cái giai đoạn mà anh chị bắt đầu khám phá ra việc là cần phải đưa người sang trụ thứ hai và thứ ba. Các bạn đây này nhá, xuyên sang bên kia. Đội trưởng, những người lãnh đạo và những người đứng đầu của một đội nhóm rất quan trọng. Euro ngập tràn. Tức là ra khỏi
quyết đối tận chờ châu Âu. Chào anh em trên một chiếc xe rằng là cụ thể rằng là SPO trong tương lai sẽ phát triển như thế nào. Và các anh chị quan trọng hơn đấy là các anh chị ở đây các anh chị nằm đâu ở trong sự phát triển đấy. Mặc dù là căng như quả bóng nhưng mà 2020 vẫn ra được hai thương hiệu là Kitchen Delhi và Ian Dion. Bất chung một cái là hy vọng là những cái cột mốc này để làm cho bọn em khơi dậy lại cái lòng nhiệt huyết nữa trong tương lai chúng ta. Em cảm ơn ạ. Cái sức trẻ, cái sự nhiệt huyết, cảm giác nó rất là hồng hộc.